ghen tuông mù quáng gã đàn ông ra tay sát hại chị họ. Bắt lái xe ô tô tông vào tổ công tác khiến một cảnh sát giao thông bị thương. Thực hư clip thanh niên ngáo đá leo khách sạn như người nhện ở Bình Chánh. Ngư dân may mắn sống sót sau hơn 3 giờ bị rơi xuống biển ở Quảng Ngãi. Hai nam sinh viên cao đẳng nghiện game cầm hung khí đe dọa cướp tài sản người đi đường. Xin chào quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Lao Động. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 8, thông tin từ Công an huyện EAK, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa bắt giữ bàn giao nghi phạm Nguyễn Duy Hoàng, 36 tuổi, ngụ xã Cư Ni, huyện EAK, tỉnh Đắk Lắk cho Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ hành vi cầm dao sát hại người tình trong mộng để thỏa cơn ghen. Nạn nhân trong vụ việc là bà LTC, 42 tuổi, cùng ngụ xã Cư Ni, huyện EAK. Theo điều tra ban đầu, giữa Hoàng và nạn nhân có quan hệ họ hàng. Trước đây, Hoàng có tình cảm với bà C nhưng bị từ chối. Khoảng 20 giờ ngày 24 tháng 8, Hoàng thấy bà C đang ở nhà của một người hàng xóm nên gọi về. Do bà C không về, Hoàng bực tức và ghen tuông mù quáng nên cầm hai con dao sang nhà hàng xóm. Bà C thấy vậy, lấy xe máy chở con trai đi về, nhưng Hoàng chặn đường chửi bới. Bà C không trả lời Hoàng mà lấy điện thoại ra gọi. Bực tức, Hoàng vung dao về phía nạn nhân, nhưng lưỡi dao bị tuột khỏi cán. Bà C hoảng loạn bỏ chạy thì Hoàng đuổi theo, vật nạn nhân xuống đất, sát hại bà C ngay tại chỗ. Gây án xong, Hoàng cất giấu hung khí rồi lẩn trốn. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện EAK đã huy động hơn 30 trinh sát tổ chức truy tìm nghi phạm. Khoảng 23 giờ ngày 24 tháng 8, Công an bắt được Hoàng khi nghi phạm lẩn trốn trong rẫy cà phê cách hiện trường gần 2 km. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan điều tra xử lý. Ngày 25 tháng 8, tin từ Công an huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Hùng, sinh năm 1991, ngụ xã Hoàng Tiến, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, về hành vi chống người thi hành công vụ. Hùng là người đã điều khiển ô tô tông vào tổ cảnh sát giao thông, khiến một chiến sĩ công an bị thương. Theo thông tin, sáng 17 tháng 8, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, do Trung tá Đỗ Minh Thành làm tổ trưởng, đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hồng Quý, huyện Hoàng Hóa thì phát hiện một xe ô tô vi phạm tốc độ. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, lái xe Vũ Văn Hùng không những không chấp hành mà còn tăng ga bỏ chạy, tông vào một người trong tổ công tác bị thương. Ngay sau đó, tổ công tác đã triển khai lực lượng truy đuổi, khống chế lái xe và bàn giao cho Công an huyện Hoàng Hóa xử lý theo quy định. Hiện cơ quan đang tiếp tục làm việc với tài xế trên. Vừa qua, người dân trên địa bàn huyện Bình Chánh xôn xao vụ việc một nam thanh niên nghi vấn bị ngáo đá leo trèo bên ngoài cửa sổ khách sạn. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy. Nam thanh niên này được xác định là nghi phạm trong vụ trộm xe. Khi sắp bị công an kiểm tra thì anh ta trốn bằng lối cửa sổ. Ngày 25 tháng 8, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1983 và Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1973 về hành vi trộm cắp tài sản. Công an cũng đang làm rõ hành vi sử dụng ma túy đối với TTCT, sinh năm 1993. Chiều 22 tháng 8, Tuấn và Hòa chở nhau qua nhiều tuyến đường với ý định trộm cắp tài sản. Khi đến trước địa chỉ ở ấp 37, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, cả hai phát hiện xe máy dựng trước nhà không người trông coi. Dùng đoạn bẻ khóa xong, Tuấn và Hòa lấy xe rồi tẩu thoát. Khi Tuấn đang lẩn trốn tại khách sạn thì bị lực lượng công an kiểm tra. Tuấn đã leo qua cửa sổ phía sau để bỏ trốn. Do lường trước tình huống nên lực lượng công an nhanh chóng khống chế bắt giữ đối tượng, cùng vật chứng là xe mô tô bị lấy cắp. Tiếp tục kiểm tra tại phòng của Tuấn. Ở khách sạn, công an phát hiện TTCT có biểu hiện sử dụng ma túy nên đưa về trụ sở công an, tiếp tục làm rõ. Tiến hành kiểm tra nhanh, hai đối tượng Tuấn và TTCT đều dương tính với chất ma túy. Hiện Công an huyện Bình Chánh tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước đó, một số thông tin cho rằng các cơ quan chức năng khống chế một thanh niên nghi ngáo đá tại một khách sạn ở Bình Chánh. Công an huyện Bình Chánh khẳng định hoàn toàn không có việc đối tượng ngáo đá leo trèo bên ngoài cửa sổ khách sạn như mạng xã hội và truyền thông đưa tin.
Thưa quý vị, vừa qua một ngư dân ở tỉnh Quảng Ngãi không may bị rơi xuống biển trong lúc đi đánh bắt. May mắn được cứu vớt sau hơn 3 giờ vùng vẫy dưới lòng biển khơi trong tình trạng nguy kịch. Ngày 25 tháng 8, đồn biên phòng Lý Sơn, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết tàu cá địa phương vừa cứu nạn một ngư dân gặp nạn hơn 3 giờ bơi giữa biển. Tàu cá cứu người là của ngư dân Bùi Văn Đạt, ngụ thôn Tây An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn. Thấy có người đang bị trôi dạt trên biển thì đã chủ động cứu vớt và báo về cho biên phòng nắm tình hình. Vị trí sự việc cách đảo Lý Sơn khoảng 10 hải lý về hướng đông nam. Người bị nạn lúc đó trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Đồn biên phòng Lý Sơn đã hướng dẫn thuyền viên trên tàu ông Đạt tổ chức cứu người bị nạn, sơ cứu ban đầu và nhanh chóng chuyển vào bờ. Sau khi sơ cứu, người bị nạn đã được bàn giao cho tàu cá để đưa vào đảo Lý Sơn. Tại đây, đồn biên phòng Lý Sơn đã tiếp nhận và chuyển đến trung tâm quân dân y kết hợp để cấp cứu chăm sóc sức khỏe. Qua khai thác ban đầu, ngư dân gặp nạn là Đặng Thanh Vương, 35 tuổi, ngụ ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi. Thuyền viên đi trên tàu cá. Anh Vương rơi xuống biển lúc 15 giờ ngày 24 tháng 8 nhưng không ai phát hiện. Hiện sức khỏe của anh Vương đã dần hồi phục, ổn định. Đồn biên phòng Lý Sơn đang liên hệ với tàu cá của anh Vương và gia đình để bàn giao người bị nạn. Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự hai nam sinh viên, một trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội vì nghiện game và bia nên đã sử dụng kiếm, chặn đầu đe dọa cướp tài sản người đi đường. Hai đối tượng trong vụ việc được xác định là Vũ Nam Giang sinh năm 2003, Trần Việt An sinh năm 2004, cùng trú tại xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, Hà Nam. Cả hai đều là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do nghiện chơi game và bia, Vũ Nam Giang cùng với Trần Việt An đã bàn nhau đi cướp tài sản để bán lấy tiền chi tiêu cá nhân. Khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 8, Giang điều khiển xe máy đến đón An cùng nhau mượn một thanh kiếm dài của bạn quen trên mạng xã hội để làm vũ khí cướp tài sản. Lòng vòng qua nhiều tuyến phố, đến khoảng 3 giờ 50 phút cùng ngày, hai đối tượng đã phát hiện một đôi nam nữ đi vào tuyến đường mới thuộc địa phận phường Xuân Phương. Thấy vậy, Giang điều khiển xe máy lên chặn đầu xe, An xuống xe cầm kiếm đe dọa đôi nam nữ, yêu cầu đưa điện thoại và cung cấp mật khẩu để mở khóa điện thoại. Sau khi cướp được điện thoại, An ngồi sau đã đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của cả hai người để nạp vào game online, rồi tắt nguồn điện thoại. Sau đó, cả hai quay về khu vực phố Lê Thanh Nghị để chơi bia. Ngày 19 tháng 8, các đối tượng đã bán hai chiếc điện thoại iPhone 13 và iPhone 11 của bị hại được hơn 14 triệu đồng. Số tiền này các đối tượng đã nạp vào game và chi tiêu cá nhân. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý nghiêm hai nam sinh theo quy định. Đây là hiện trạng của quốc lộ 14D, dài 75 km qua địa bàn Quảng Nam. Được xem là tuyến huyết mạch nối vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với nước bạn Lào, kéo dài đến đông bắc Thái Lan. Theo Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam, có đến gần 60 km của quốc lộ 14D hư hỏng, biến dạng với chi chít ổ trâu, ổ gà. Mỗi ngày phải oằn mình gánh hàng trăm lượt ô tô tải và xe đầu kéo vận chuyển quặng bao ship. Đường xấu, chật chội, thường xuyên ách tắc và liên tục trải qua những cú sốc lồn ruột khiến việc di chuyển trên quốc lộ này là trải nghiệm đáng sợ với người tham gia giao thông. Đường nó hẹp và hư hỏng nhiều quá, là xe nó tránh cái ổ gà đồ là nó gây tai nạn với xe máy. Và có một người mất. Những năm qua, tỉnh Quảng Nam thường xuyên rót vốn cải tạo, sửa chữa đường
khoảng 4 tỷ đồng mỗi năm. Nhưng việc sửa chữa tạm thời chỉ như muối bỏ bể, chẳng thấm vào đâu. Khi vừa sửa xong thì đoàn xe chở quặng hàng chục tấn lại cày nát mặt đường, lãng phí nguồn lực đầu tư. Tỉnh Quảng Nam cũng đã phối hợp tích cực với Bộ Giao thông Vận tải để sớm tham mưu cho chính phủ có một cái nguồn vốn để đầu tư sớm nhất cho cái tuyến đường này. Bởi vì rất là cần thiết, rất là cấp bách cho cái việc đi lại, và đặc biệt khi cửa khẩu quốc tế Nam Giang trở thành một cửa khẩu quốc tế thì đây là cái hành lang kinh tế đi lại rất là cần thiết đối với hai nước Việt Nam Lào nói chung và Quảng Nam Sê Công nói riêng. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã đưa quốc lộ 14D vào danh mục 19 dự án quan trọng cấp bách để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội đề xuất nâng cấp trong giai đoạn 2021-2025 với tổng mức đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng. Trong thời gian chờ nâng cấp cải tạo quốc lộ 14D, Quảng Nam xem xét bố trí thêm kinh phí để tiếp tục sửa chữa trong năm 2024 và những năm tiếp theo nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tác động đến đời sống người dân. Những ngày gần đây, miền Bắc thường có mưa rất to về đêm, kèm theo hiện tượng dông sét. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã dự báo về diễn biến mưa ở Bắc Bộ và một số khu vực khác. Khu vực Tây Bắc và các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Giang và Lạng Sơn thuộc Bắc Bộ, ngày và đêm 25 tháng 8, dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Từ ngày 26 tháng 8, mưa lớn sẽ có xu hướng giảm dần. Các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, trong chiều và đêm 25 tháng 8, dự báo có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong chiều tối và tối 25 tháng 8, dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc sét là cấp 1. Ngoài ra, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Báo Lao động sẽ tiếp tục cập nhật thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý ở các khu vực trên cả nước. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp quý vị vào các chương trình tiếp theo.